xăng được cho ta xong rồi chạy không chết cái bà luôn, thì hư hao rồi nó đâu phải mất mình, nó có chịu đâu, mình chịu hết luôn. Rồi mướn mua xe chạy góp nhưng mà trả 5-6 năm rồi xe nó tàn nữa rồi dùng cái xe mình chạy với trả hàng tháng